Ngày hôm nay là một ngày rất là quan trọng đối với team tôi yêu học, cộng đồng tôi yêu học và lớp VIP của chúng ta, lớp VIP 2K5. Đánh dấu một cái mốc giai đoạn, một mốc lịch sử. Và thầy rất là muốn sự có mặt của các bạn ở trong cái livestream ngày hôm nay. Lê Công Tuấn Anh, Trần Quang Trung, Nguyễn Phương Oanh, Nguyễn Thiên An, Hữu Bằng, Phước Thiện, Đỗ Thị Hương Giang, Thùa Lý, Đạt Nguyễn. Thầy rất muốn cái sự có mặt của các bạn khi tôi yêu học của chúng ta, đúng không ạ? Team của chúng ta có những cái giai đoạn mà chuyển mình. Và khi thầy đọc tên của mấy đứa ấy, thì thầy có cảm giác là các em luôn ngóng chờ và đồng hành cũng như là dành thời gian của mình để động viên cùng chiến đấu với thầy và team tôi học nhé. Rồi Thạch Thảo, Mai Chi, Quỳnh Quỳnh, Nguyễn Kiên, rồi ok, Giang Giang, Nguyễn Minh Khánh, Trương Mai Linh, Vũ Bùi Kim Huệ, Nguyễn Đình Hải. Hôm nay cũng là một dấu mốc của em. Rồi Chu Minh Thư, Hải Đình. Cảm ơn tất cả các bạn lớp VIP yêu dấu của chúng ta đã luôn theo sát với thầy và team, luôn đồng hành và hỗ trợ cũng như cổ vũ tinh thần thầy rất nhiều. Cảm ơn mấy đứa nhá. Cảm ơn các bạn. Đại Minh Châu, Mai Chi, Minh Hùng, Hải Đình, Nguyễn Kiên. Thầy có cần đẩy view không ạ? Nguyễn Kiên. Rồi, chia sẻ livestream được cho thầy thì tốt nhá. Như thế thì quá tuyệt vời. Ngày hôm nay thầy trò chúng ta chính thức là bắt tay nhau và ký vào một cái bản cam kết. Đó là gì ạ? Là trong giai đoạn tới chúng ta sẽ chính thức bước vào giai đoạn tổng ôn luyện đề. Và chúng ta phải hứa với nhau là chúng ta sẽ cùng đồng hành đến tận cuối con đường, đúng không ạ? Rồi, Hoài Nguyễn, Hoàng Quốc Bảo, Đỗ Hiền Hà, đẩy view cho thầy đi. Mấy đứa mà chia sẻ livestream được cho thầy thì tốt. Các bạn mà chia sẻ nhiều, thầy xin phép cảm ơn các bạn bằng 5 thứ tiếng, đúng không ạ? Rồi, Trương Mai Linh, chia sẻ livestream cho thầy. Thầy chả có gì, nhà thì chả có gì cả, đúng không? Cây nhà lá vườn thì có tí... ngoại ngữ, đúng không ạ? Chém gió với các em để truyền động lực cũng như là thúc đẩy tinh thần học tập của các bạn. Thì các bạn chia sẻ livestream, thầy xin phép cảm ơn bằng 5 thứ tiếng. Thứ nhất là tiếng Việt, chân thành cảm ơn các em. Thứ hai là tiếng Anh, thank you so much, đúng không ạ? Tiếng tiếp theo là tiếng gì nhỉ? Thầy học viên, thầy học mấy năm tiếng Nga. Tiếng Nga cảm ơn là spasibo, đúng không ạ? Một nước mà ở ngay cạnh Việt Nam chúng ta, đó là nước Lào, đúng không? Các bạn Lào thì cảm ơn là gì nhỉ? Cảm ơn là khop chai. Khop chai. Còn cái gì nhỉ? Tiếng Nhật, các bạn hay xem phim Nhật đúng không ạ? Đấy, đấu kiếm Nhật đấy. Thì tiếng Nhật là gì nhỉ? Arigato, đúng không? Rồi nhá. Rồi, Đỗ Hiền Hà, Nguyễn Việt Toàn. tiếng hóa thì để thầy nghiên cứu cái ngôn ngữ đấy đã nhá. Tiếng Hàn, các bạn hay xem phim Hàn đúng không? Tiếng Hàn là gì nhỉ? Tiếng Hàn là cái gì nhỉ, quên mất rồi. Kamsahamnida đúng không? Ok nhá. Rồi, Phùng Tiến Đạt, tiếng Trung là gì nhỉ? Tiếng Trung là nhi hảo, à không phải nhi hảo, là xin chào, xin xe đúng không? Rồi, Duy Phan, Ngọc Tiên, Hoài Nguyễn, Tiến, Arigato, tiếng Nhật, Oanh Oanh. Rồi, xin chào mấy đứa, vào đi các em. Tiếng Đức là gì nhỉ? Tiếng Đức là Đắk Lắc, đúng không? Hay là gì nhỉ? Da 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 gì đấy. Tiếng Pháp là gì ạ? Merci beaucoup. Ok, rồi. Nguyễn Ngọc, Nguyễn Phương. Thầy ơi, bây giờ lấy gốc có kịp không? Vẫn kịp nhá, lấy gốc xong nhưng mà mục tiêu là gì? Mục tiêu là 8 cộng thì vẫn kịp. Ok chưa? Rồi ok, mấy đứa chia sẻ livestream rồi đúng không ạ? Thầy đã cảm ơn các em rồi. Thì bây giờ thầy trò chúng ta sẽ bắt đầu vào cái buổi ngày hôm nay. Thực ra thì khai giảng cái khóa tổng huấn luyện đề với tôi học là mục đích là lên để chia sẻ với các bạn về lộ trình học tập trong giai đoạn tới. Các bạn cần phải chú ý, kể cả lớp VIP chúng ta nhá, thì cái giai đoạn này cái lộ trình nó như thế nào. Sau đó thì để mà sâu hơn thì trong khóa học thầy sẽ có các cái buổi tư vấn về các phương pháp học ở giai đoạn này như thế nào cho các bạn, cho nó phù hợp với từng đối tượng. Ví dụ như những cái bạn mà học tốt rồi thì em giai đoạn này em học cái gì, những cái bạn nào mà bây giờ vẫn còn đang là gì ạ, còn phần chuyên đề còn yếu thì em nên có luyện đề hay không, những bạn nào mất gốc thì em có vào luyện đề có phù hợp hay không, hay là những bạn chuyển khối thì em vào em luyện đề giai đoạn này có phù hợp hay không. Với tôi học bao giờ cũng mở khóa tổng ôn luyện đề muộn nhất với các khóa mà các bạn biết ở trên mạng hiện nay. Bởi vì thầy rất là coi trọng cái việc là chúng ta học cái nền tảng nhá.
Thế thì ngày hôm nay ấy, thời gian nó sẽ ngắn thôi. Và nếu mà phấn khởi thì cuối buổi thầy sẽ hát tặng các em bài cho nó có điểm nhấn cho cái giai đoạn này nhá. Nguyễn Phúc, thầy thấy Nguyễn Phúc nhá, Hoàng Quốc Bảo. Rồi, Huy Chương, Huỳnh Quỳnh Hương, Nguyễn Phúc rồi. Ok, mấy đứa vào vào nghe thầy chia sẻ cho các bạn về cái lộ trình. Đằng nào thì cái lộ trình này thầy cũng phải chia sẻ cho lớp VIP thôi. Và sau đó thầy sẽ nhờ các bạn, những bạn nào ấy mà có bạn bè của mình muốn tham gia chiến đấu với thầy và team tôi học thì các em có thể giới thiệu cái khóa học này đến các bạn. Thầy thì không ép các em đâu. Và thực sự là thầy cũng chia sẻ chân thành, nếu mà các em nói chung là các em cũng không nên đăng ký khóa học này làm gì. Thầy nói thẳng luôn nhá. Các bạn cũng không nên đăng ký khóa học này của thầy để làm gì đâu. Nếu nhá. Các em không nên đăng ký khóa học nếu các em thực sự không muốn là gì ạ, chinh phục bản thân mình. Các bạn không muốn là lấy cái điểm theo kỳ vọng đối với môn hóa thì các bạn không nên đăng ký khóa học. Hay là cái thái độ của mình với tương lai nó không tốt thì các bạn cũng không nên đăng ký khóa học. Đấy là thầy chia sẻ chân thành. Còn nếu thực sự em muốn thay đổi cái mindset của mình, muốn thay đổi đúng không? Muốn gặp những người bạn và muốn chinh phục, gia tăng giới hạn của bản thân thì hãy vào và chiến đấu thôi. Ok chưa? Thế thì bây giờ lộ trình của nó rất là nhanh để tiết kiệm thời gian cho các em thì thầy đã trình bày trước cho các bạn rồi. Lộ trình này dành cho học sinh lớp VIP của team tôi học. Ở đây ấy, chúng ta có thể nhìn vào như thế này. Cái lộ trình này ấy, thì bản thân các em không lập ra được. Mà lộ trình này là các thầy cô cũng như team là gì ạ, đã nghiên cứu và lập ra cho các em. Và rất là hiệu quả rồi. Thì bây giờ thầy sẽ chia sẻ cho các bạn kỹ nhất về cái lộ trình này. Đồng ý không ạ? Đỗ Thị Hương Giang, Phan Tuấn Đạt, Minh Hùng, Trà Giang. Ok, vào đây mấy đứa. Vào đây nhá. Đầu tiên đấy là các em có thể nhìn thấy ở đây cho thầy đó là gì ạ? Là với cái giai đoạn mà trước đây thầy trò chúng ta học ấy, gần một năm với nhau đấy nhá, đúng không ạ? Là cái khóa chuyên đề này là một cái khóa mà thầy ưu tiên hàng đầu. Với khóa chuyên đề khi mà các em đã theo thầy từ đầu, các em học bổ trợ về 11, em tập trung vào học kỹ chắc cho thầy chuyên đề và các em còn được tặng khóa xuất phát sớm thì nếu cái nền tảng này chắc rồi ấy thì các em mới đủ cái gọi là đủ lực để em có thể chuyển mình được. Nhớ chưa? Hoàng Quốc Nam, rồi, Hoàng Nam, Kim Huệ, Triệu Hoàng Khánh Linh. Nha. Thì cái giai đoạn của chúng ta sắp tới ấy là các em sẽ học song song luôn chứ không phải là học tổng ôn trước, luyện đề sau hay luyện đề trước, tổng ôn sau như những thầy cô khác giới thiệu cho các em. Mà thầy ấy là gì ạ? Thầy nghiên cứu và thầy đưa ra đúng cái hướng này như là hợp lý nhất này. Đó là đầu tiên các em kết hợp luôn tổng ôn và luyện đề với nhau và nó sẽ chia thành các cái giai đoạn nhỏ. Tổng ôn ở đây ấy, thì nói về phần tổng ôn trước cho mấy đứa này. Tổng ôn ấy thì chúng ta sẽ tổng ôn lại toàn bộ hệ thống hóa, toàn bộ lý thuyết mà các em đã học từ chương Estalipit đến chương cuối cùng chúng ta là sắt và hợp chất. Có 7 chương nhá. Thì để mà các bạn cảm thấy nó chắc chắn hơn ấy thì đối với khi các em đăng ký học, các em sẽ được tặng cái cuốn sách là 2005 câu hỏi lý thuyết. Thì tí nữa thầy show ra cho các em xem. Bộ này là thiết kế cho các bạn là toàn bộ các cái dạng câu hỏi lý thuyết có trong đề thi. Và các bạn đừng sợ. Nhìn thế thôi, năm ngoái, những năm trước là 1999 câu, năm nay là tăng lên có mấy câu thôi. Tuy nhiên ấy là đã có sự điều chỉnh lại và nó sẽ phù hợp cho cái năm nay cho các bạn nhá. Và thầy ấy sẽ cố gắng là livestream cho các em. Live chữa. Được chưa? Cuốn này sẽ gửi cho các bạn ít nhất là 1 2 tuần nữa là các bạn nhận được thôi. Nha, chúng ta sẽ live chữa. Thầy không chắc là sẽ chữa full nhưng thầy sẽ cố gắng chữa full cho các bạn nhá. Sẽ live chữa cho các bạn hết phần này. Với những bạn mà các bạn chuyển khối hay mất gốc hay là thực sự là gì ạ, là lý thuyết các bạn bị rơi rất nhiều ấy. Các em thực ra các em không cần phải tập trung nhiều, chỉ cần tập trung cho thầy vào cái cuốn này là phần lý thuyết các em chắc chắn là các em đã làm ngon rồi. Và nghiêm túc ôm cái cuốn này mà học thôi là cũng đủ rồi. Thực sự như vậy nhá. Ok chưa? Còn những cái bạn mà mục tiêu cao hơn thì chắc chắn là cuốn này chúng ta phải chinh phục nó. Chúng ta phải đặt nó ra và chinh phục nó thôi nhá. Ok chưa mấy đứa? Rồi Hoàng Đức, Đỗ Hiền à. Kết hợp với đó thì đến cái giai đoạn phù hợp thầy sẽ tổng ôn cho các em cả bài tập nữa. Bài tập thì tôi học có một cái chuỗi chiến dịch cực xịn sò, đó là cái chuỗi mà gì ạ? Tăng tốc 8 cộng. Cái chuỗi này là chuỗi cực kỳ xịn. Tăng tốc 8 cộng. Chuỗi này ấy là sẽ là ôn cho các em là về các cái câu bài tập ở mức thông hiểu và có tí thi vận dụng hay gặp ở trong các cái đề thi của sở tỉnh cũng như đề thi tốt nghiệp những năm trước đây ấy, là thầy sẽ gói các cái dạng đó, các em sẽ không phải đi tìm ở đâu cả, thầy sẽ gói lại cho các bạn và thầy giới thiệu cho các em.
Ok chưa? Thế thì cái giai đoạn tổng ôn ấy, cái phần tổng ôn này chúng ta sẽ kết hợp nó song song với cái phần luyện đề. Đấy, các em nhớ nhá. Ok chưa? Đấy, thế còn luyện đề thì sao? Luyện đề thì thầy chia cho các em để các em nhìn thấy này. Là luyện đề của chúng ta nó sẽ không phải là bộc phát là cắm đầu vào luyện đề đâu. Nếu mà em không biết cách luyện đề sao cho hiệu quả thì vứt đi. Do đó mà thầy sẽ có các cái buổi tư vấn cho các em để sao là tùy từng giai đoạn thầy sẽ hướng dẫn em cái cách để chúng ta luyện đề sao cho hiệu quả. Thì tạm thời thầy chia cho các bạn cái giai đoạn luyện đề nó chia thành 3 giai đoạn nhá. Hiện tại chúng ta là đang chuẩn bị bước vào giai đoạn số 1. Đó là gì ạ? Là thầy sẽ tặng cho các bạn là cái cuốn 20 đề. Năm nay thầy gói lại là 20 đề thôi là đủ, bởi vì thầy định lượng thấy là nếu mà 30 đề thì nhiều khi là hơi quá cho các em. Nhưng mà đừng lo nhá. Thầy sẽ nghiên cứu về các cái học liệu và các em thích thêm đề thì không thể thiếu đâu, yên tâm. Chắc chắn là các em sẽ nhận được một cái cuốn 20 đề do thầy tự biên soạn. Cuốn này ấy là thầy sẽ thiết kế cho các bạn. Tuy nhiên ấy thì cái phần bấm thời gian ấy là vì là có đề có sách rồi, do đó các bạn phải tự bấm thời gian. Đấy nhá. Ok chưa? Đấy, cuốn 20 đề này ấy là toàn bộ những cái sách mà thầy giới thiệu trong buổi livestream ngày hôm nay thì không bán ra bên ngoài, mà chỉ đính kèm với khóa học. Tức là các em sẽ không mua riêng được. Thầy đang tính là chỉ dành cho lớp VIP thôi. Ok chưa? Nguyễn Thành Nam, Vũ Bùi Kim Huệ, Mai Chi nhá. Chỉ dành cho lớp VIP tức là sao? Là các bạn sẽ phải học theo đúng lộ trình và giáo án. Và như thế thì thầy sẽ là cái đồng hồ sinh học để nhắc nhở các em thôi. Cái giai đoạn 1 này chúng ta sẽ triển khá là nhanh, 20 đề nhìn thấy thôi nhanh lắm nhá. Thế thì tiếp đến là giai đoạn số 2. Hết giai đoạn 1 chuyển sang giai đoạn 2 ấy, thì là kết hoặc là sẽ kết hợp cả hai giai đoạn này lại với nhau, thầy sẽ lên cái lịch giáo án cho các em cụ thể hơn nữa. Ở trong lớp VIP là sẽ tiến hành là chữa các cái đề thi thử hot. Các em học thầy quen rồi thì các em sẽ thích thầy chữa hơn đúng không? Do đó thầy sẽ chữa cho các bạn cái đề thi thử hot. Cứ xem với các anh chị khóa trước thầy đã chia sẻ cho các bạn biết thôi. Cái đề thi thử của sở tỉnh thầy sẽ lựa chọn. Mỗi thầy cô sẽ lựa chọn các cái đề khác nhau, nhưng mà đó là tư duy của mỗi người. Cá nhân thầy sẽ lựa chọn những cái đề mà nó phù hợp và có tính dự đoán cho các em nha, chứ không phải là đề sở tỉnh nào cũng lai sữa cả. Như thế thì nó sẽ làm gánh nặng cho các em và tạo áp lực cho mấy đứa thôi. Đấy, thì kết hợp ở trong cái giai đoạn số 2 này ấy, là sẽ có các cái buổi luyện đề xếp hạng. Luyện đề xếp hạng thì đối với tôi học thì sẽ làm form cho các em để các em thi trực tiếp và vinh danh cho các bạn hàng tuần. Cố gắng mỗi tuần chúng ta sẽ có một cái buổi luyện đề xếp hạng để các em kiểm tra lại bản thân mình. Chứ nếu mà thầy không nhắc nhở các em chẳng học đâu. Nói thật như thế nhá. Thì thầy sẽ cố gắng, yên tâm. Tiếp đến là gì ạ? Là đến giai đoạn là tháng 4 ấy. Với bộ thì không biết năm nay như nào, mọi năm thì khai giảng thứ à quên nhầm. Cái đề minh họa ấy, hay là đề tham khảo ấy, thì thường là sẽ rơi vào ngày cá tháng 4. Thế mới đẻo chứ. Ok chưa? Nhá. Thì cái phần phát triển đề minh họa thầy sẽ phát triển đề minh họa cho các em, nhưng mà nhớ là chúng ta chỉ tham khảo nó thôi, chứ đề minh họa với đề chính thức, đề tham khảo này nó khác nhau nhiều lắm nhá. Thì thầy sẽ bổ sung cho các em vào phần này, yên tâm. Đấy, thì giai đoạn 1, giai đoạn 2 chúng ta sẽ triển nó trong khoảng từ giờ đến tháng 4, tháng 5 gì đấy. Và có thể là đến giữa tháng 6. Cuối cùng là cái giai đoạn 3. Giai đoạn này là cái giai đoạn mà các em muốn đi thi lắm rồi. Giai đoạn 3 này là giai đoạn mà ông nào cũng bảo thầy ơi em muốn đi thi lắm rồi. Thì giai đoạn này nó có thể là bắt đầu từ rơi vào khoảng 15 tháng 6. Là cảm giác là nước nó bắt đầu nó đến gần lỗ mũi rồi đấy nhá. Là giai đoạn mà thần tốc về đích. Giai đoạn này thì riêng các bạn đăng ký khóa học khóa đồng hồ luyện đề ấy, và các bạn lớp VIP chúng ta sẵn ấy, là các em sẽ được tặng cái khóa này. Khóa này chính là cái khóa gì ạ? Là gọi là thần tốc về đích đấy. Đặt tên cho nó khiếp đảm luôn đúng không? Thì là rơi vào cái giai đoạn 7 ngày cuối. Đấy, rồi giai đoạn 7 ngày cuối chúng ta gọi là cái chuỗi về đích của gọi nổi tiếng thương hiệu của tôi hiếu học rồi nhá. Thì chúng ta kết hợp cho thầy hai khóa tổng ôn và luyện đề và chia lộ trình cụ thể như thế này, thì các em thầy khẳng định các bạn là các bạn sẽ yên tâm để chúng ta có thể chinh phục bản thân mình thôi. Rồi ok nhá, Vũ Vân Anh, Tuấn Anh cố gắng học rồi nhá. Lê Thanh Toàn, mấy đứa cảm thấy nào, các em đã có một cái lộ trình ở trong đầu chưa? Với team tôi học ấy thì các thầy sẽ không nói nhiều và cũng không quảng cáo khóa học nhiều đâu. Các bạn thừa biết rồi, các bạn đã đến với thầy thì các bạn là cái duyên với thầy. Thầy cũng không quảng cáo hay là không làm trò lố hay là không lăng xê gì nó quá đáng cả. Thầy có gì thầy chia sẻ với các bạn như thế thôi. Sắp tới ấy, thì thầy biết các bạn sẽ rất là vất vả. Tuy nhiên ấy, các bạn đừng lo, thầy sẽ luôn ở bên, team tôi học luôn ở bên các em để hỗ trợ các bạn với những chiến dịch như sau. Thứ nhất,
đó là chuỗi 5:30 sáng dậy sớm học bài. Năm nay ấy thì các em nhớ là thầy có một trong những người đồng đội rất là tuyệt vời của mình, đó là thầy Hói đúng không? À quên nhầm, thầy Ngọc Anh nha. Thầy Ngọc Anh sẽ chiến với thầy ở trong cái khóa luyện đề, tức là thầy Ngọc Anh là một trong những giáo viên rất là nổi tiếng ở Hà Nội về luyện đề rồi đúng không ạ? Và rất là trâu, rất máu lửa và nhiệt tình, thì thầy và thầy Ngọc Anh sẽ hỗ trợ các em. À, vẫn dạy như các anh chị khóa trước nhưng có thêm thầy Ngọc Anh thì các bạn biết là khiếp đảm luôn rồi. Và các em cũng không cần phải là học full đâu, mà hôm nào các em rảnh các em sắp xếp vào học cũng được. À, nếu mà kết thúc giai đoạn luyện đề thì sẽ cung cấp cho các bạn ít nhất cả 100 đề. Như thế thì nó quá nhiều rồi. Nhưng mà buổi nào nó ra buổi đấy chứ không phải là gì ạ? À, chất lượng là hơn số lượng. Thầy quan tâm đến điều đấy nhá. Thì các chuỗi dạy sớm học bài này thầy và thầy Ngọc Anh sẽ thay nhau tổ chức hỗ trợ cho các bạn, và thầy biết ấy, và trong lớp VIP chúng ta là các bạn cũng rất là máu lửa và chờ đợi cái chuỗi này đúng không? Và khi các em ở cái tuổi này, các em tham gia những cái chuỗi chiến dịch này thì các em mới thấy rằng là cả đời mình, thậm chí cả đời mình luôn, là sẽ không có bao giờ có một cái giai đoạn nào mà mình thấy cảm thấy mình máu lửa như cái giai đoạn mà ôn thi tốt nghiệp, ôn thi đại học đâu. Đây, nói thật các bạn thế nhá. Do đó mà các bạn hãy đừng bỏ qua nó mà hãy tham gia vào để chúng ta trải nghiệm, chúng ta chinh phục bản thân và chúng ta cảm nhận được cuộc sống ở cái giai đoạn lứa tuổi thanh xuân của mình. Và sau này khi chúng ta thành công rồi, chúng ta khóc những giọt nước mắt hạnh phúc nhá. Tiếp tiếp đến là có thể là thầy sẽ tổ chức cái chuỗi ghép đôi học tập. Cái này thì không hứa trước nhá. Cái chuỗi ghép đôi học tập này ấy, thì nói chung là không hứa trước đâu, bởi vì nó sẽ nảy sinh tình cảm và dễ là gì ạ, là yêu đương, và yêu đương thì dễ là sa đà vào việc học tập lắm nhá. Học nhiều thì lại không tốt. Thế nên là thầy đang nghiên cứu xem có nên tổ chức không, bởi vì là trước đây định tổ chức mấy lần rồi nhưng mà phải nghiên cứu, phải phải điều chỉnh. Tiếp đến ấy là tiếp tục duy trì cái chuỗi 30 phút lý thuyết hóa mỗi ngày, cũng như là chuỗi tăng tốc 8 cộng cho các em. Và đặc biệt đối với lớp VIP sẽ có một cái chuỗi ở giai đoạn tháng cuối, đó là 33 ngày thử thách. 33 days challenges gì đó đúng không? Cái chuỗi này là cái chuỗi mà cực đỉnh của team tôi học, và chỉ có team tôi học mới có chuỗi này thôi. Đấy, chuỗi này là chuỗi tôi cam kết luôn đấy, chuỗi này khủng khiếp luôn. Và các em tham gia vào các em sẽ thấy mình bứt phá như thế nào. Hết rồi. Đấy, buổi livestream ngày hôm nay thầy chia sẻ với các bạn thế thôi. Thế còn trong cái quá trình tham gia với team tôi học thì thầy sẽ có các cái buổi tư vấn, và thầy nghĩ ấy, là những buổi này là cái buổi trấn an tâm lý cho các em rất là tuyệt vời luôn. Ok nhá. Thế còn bây giờ ấy, cái lộ trình đã giới thiệu cho mấy đứa rồi thì thầy sẽ trả lời cho các em một số cái thắc mắc như thế này. Cái thứ nhất là các em tham gia vào khóa tổng luyện đề thì các em sẽ được tặng cái gì? Thì thứ nhất ấy là ngày trước thì thầy thiết kế 7 cuốn sách. 7 cuốn này sẽ phục vụ cho khóa chuyên đề. Tuy nhiên thì sau này thầy thấy là nó như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là các em quan tâm đến các cuốn sách và không quan tâm đến khóa chuyên đề. Do đó thầy tạm thời cho nó về phía sau và đẩy nó vào khóa tổng ôn, để các em phải tập trung toàn bộ tổng lực vào cái khóa chuyên đề cho thầy, học nghiêm túc với thầy để làm sao các em nộp bài và các em chiến với thầy như các bạn lớp VIP đang làm. Thì hiện tại thầy mới đưa ra mồi nhử cho các em là cuốn thứ nhất 15 ngày chinh phục Estelipit, và các bạn đang nhận được rồi đúng không? Đấy, thì các cuốn sách các em sẽ nhận được, các em có thể nhìn thấy ở trên hình ảnh ở đây, và chỉ trong vòng khoảng 1 đến 2 tuần nữa thôi là sách sẽ về đến toàn bộ các em. Bắt đầu là sách đang di chuyển đi rồi, và những bạn nào nhận được các em hãy đăng lên story giúp thầy nha. Thì có 7 cuốn này nó mỏng lắm, nói chung là những cái cuốn 7 cuốn này các em chỉ vòng làm trong vòng 1 tháng là xong thôi. Bởi vì nếu các em nắm chắc cho thầy khóa chuyên đề thì 7 cuốn này là như kiểu cuốn sổ tay cho các bạn nhá. Học chắc cho thầy khóa chuyên đề là được. Còn nhiều bạn bảo thầy ơi, úi ơi 7 cuốn này nhìn đẹp thế nhưng mà thầy ơi 7 cuốn này nó làm cho em cảm giác như hơi áp lực thế ạ, bởi vì là nhiều sách này học kiểu gì. Nhưng mà đừng lo. Chúng ta coi những cuốn này như là những cái cuốn bài tập tự luyện cho các bạn. Còn đâu ấy, vào trong lớp VIP thầy sẽ hướng dẫn em là phải tập trung vào khóa chuyên đề, sau đó ôn ôn luyện tổng ôn như thế nào, luyện đề như nào cho hiệu quả, thì chúng ta sẽ có từng giai đoạn từng bước một nha. Ok chưa? Đấy, nhìn thầy Phạm Thắng nhìn trông nó khiếp đảm không? Rồi, chắc chắn các em sẽ được nhận trong vòng 1 đến 2 tuần tới thôi. Tiếp đến ý là cái cuốn lý thuyết, đây có thể coi là cuốn gối đầu giường của mấy đứa và các anh chị khóa trước các em nha. Năm nay ấy, thầy rất ưu ái 2K5, thầy đổi tên cuốn sách luôn. Chứ còn cuốn 1999 là cuốn thương hiệu rồi đúng không ạ? Nhưng năm nay là đánh dấu mốc là gì ạ?
Với 2K5 thì thầy để cái cuốn này là 2005 câu hỏi lý thuyết. Được chưa? Và có ba con cá chép đầu chọc đang bơi ở đây. Đúng không? Cuốn này thì là cuốn gối đầu giường của mấy đứa. Nó sẽ phân ra từng dạng luôn, các em có thể đọc ở đây, mục lục rồi. Được chưa? Nhá. Phân ra từng dạng cho các bạn, ví dụ như là câu hỏi theo chương. Đấy, tất cả các chương cho các em, đó là chuyên đề luôn đấy nhá. Đấy, sau đó câu hỏi theo chuyên đề thì là gì ạ? Ôn từ 11. Đấy, và cả hữu cơ cả vô cơ. Các em làm nghiêm túc cho thầy cuốn này là các em tự tin đi thi về lý thuyết ngon rồi. Và sẽ có các cái đề thi thử cho các em ở dưới này. Và thầy sẽ like sữa cho mấy đứa, like sữa cho các bạn luôn. Sách đến là cứ dở ra, buổi ngày hôm nay cứ dở ra và làm thôi. Và thậm chí là gì ạ? Ở giai đoạn này ấy, khi mà nhận được sách là nhiều bạn với các anh chị khóa trước các em ấy, là thầy chữa cái buổi đầu tiên thì đã làm sừ hết bộ này rồi. Và bắt đầu là quay trở lại ôn cùng thầy. Và ngồi comment, và vừa comment vừa gọi là chém gió. Lúc đấy học nó sướng lắm. Nha. Bây giờ ấy là gì ạ? Đến sách luyện đề. Sách luyện đề thì có cái cuốn là 20 đề thi thử này. Ok chưa? Đấy nhá. Đấy, cuốn nổi tiếng của lớp VIP rồi. Không cần phải nói nữa. Ok nhá, xong chưa? Đấy là những thứ các em nhận được. Còn ngoài ra các em sẽ nhận được nhiều thứ khác nữa. Thầy không muốn chia sẻ thêm, nó mất thời gian đây. Bạn nào muốn chiến với thầy thì các em đăng ký ngay trong tuần này là sẽ có khuyến mãi. Còn khuyến mãi bao nhiêu thì các em sẽ tìm form. Các em lên page tôi học, các em tìm form. Bởi vì đúng là chẳng có cái team nào, chẳng có cái khóa học nào mà bảo các em thích đăng ký thì các em đăng ký, không đăng ký thì thôi. Chân thành luôn. Bởi vì là đây là việc học và là tương lai của các em. Nếu các em đã xác định là đăng ký khoa học rồi thì các em cứ tìm hiểu, nghiên cứu thật kỹ và các em chiến đấu, chiến đấu với thầy. Giá khóa học ấy thì gần như là team không có gọi là tính về chi phí lãi hay lỗ ở đây cả. Mà các em có thể hỏi các anh chị khóa trước là cái giai đoạn tổ luyện đề này chỉ là coi như cái giai đoạn mà là như kiểu là hỗ trợ và support cho học sinh thôi. Bởi vì là gần như là học liệu cũng như là ví dụ như sách em nhìn thấy ở đây là 9 cuốn. 9 cuốn mà in mỗi cuốn là 1.500, 150 đến 200k đúng không? Đấy là bán ra đấy, đúng không? Nếu mà tính giá thị trường thì là, nói thật các em là các em đóng ví dụ như là 1.500.000, 2 triệu thì nó chả đáng bao nhiêu cả. Nói thật, tới tiền sách của các bạn mua ở ngoài nó đã vài triệu rồi. Thế do đó mà cái giai đoạn tổng ưu luyện đề là giai đoạn mà gọi gần như là tri ân và chiến đấu với lớp VIP và cộng đồng tôi học thôi. Nhá. Để chia sẻ chân thành các em để các em hiểu, chứ không nhiều bạn lại không hiểu vấn đề. Các em cứ nghiên cứu thật kỹ thôi. Còn về giá khoa học thì hiện tại giá khoa học bây giờ đang là 2 triệu. Thầy đang nghiên cứu là trong tuần này có thể là giảm giá xuống 1.800.000 hoặc 1.500.000 để các em có thể là được đồng hành với thầy. Thì thầy đang phân vân cũng chưa biết là chốt phương án nào. 1.800.000 hay 1.500.000 thì cái đấy là để nghiên cứu đó. Thế nhưng mà hiện tại bây giờ ấy là có thể là sẽ là để 1.500.000 đấy, chia sẻ thẳng thắn các em luôn chứ không phải úp úp mở mở cho các bạn. Các bạn mà cảm thấy chiến được thì các bạn tham gia chiến thôi. Ok chưa nhá? Ok chưa? Và khuyến mãi chỉ có thể là duy trì đến hết tuần này, cùng lắm là một tuần thôi để cho các em tham gia, còn đâu là sẽ quay trở lại về giá gốc. Và đến cái giai đoạn là tháng 5, tháng 6 là thầy sẽ dừng không tuyển sinh khóa 2K5 nữa. Và chính thức là chốt không tuyển sinh 2K5. Các em có thể để ý trên page tôi học hay là các cái khóa học khác. Chẳng có khóa nào mà dừng tuyển sinh học sinh như khóa của tôi học và thầy Phạm Thắng cả. Đấy. Ok chưa? Thôi thế thôi nhờ. Ngày hôm nay cảm ơn mấy đứa rất là nhiều. Nếu mà các em mà muốn ý, thì bây ngay bây giờ hát bài nhá. Nào, hát bài nhờ. Vũ Văn Anh, rồi Ngọc Tiên, Văn Thiện, Nguyễn Phương, Triệu Hoàng Khánh Linh, Phương Nhi. Chẳng có khóa học nào mà thầy lên khai giảng khóa học mà chẳng thấy quảng cáo, chẳng thấy mà lại còn bảo là không đăng ký khóa học thì thôi. Rồi. Nha, rồi ok mấy đứa. Có bạn nào Nguyễn Kiên là chỉ với hai con bò đây, tuyệt vời đấy nhỉ. Nguyễn Đình Hải, thầy ơi em muốn đăng ký ở đâu? Cứ lên trên page tôi học và tìm hiểu thôi. Thực ra thì cái việc đăng ký thì các em cứ chủ động, bây giờ lớn rồi nhá. Các em có thể là kiểm tra cho thầy cái link ấy, có cái link đăng ký khoa học đấy mấy đứa. Thì chiến thôi. Còn nói chung là các em sẽ không hối hận đâu. Và ngay sau đây thầy Phạm Thắng sẽ dành tặng cho các bạn bài hát, một cái bài hát rất hay. Các em thích bài hát gì nhỉ?
Thầy ấy thì vừa nói xong ấy thì thầy nảy ra một cái bài hát mà cực hay luôn. Đâu rồi? Thầy sẽ tặng hát tặng các em luôn nhá. Lâu lắm ấy không hát tặng mấy đứa ấy nhỉ. Rồi. Hát tặng các bạn một bài cho nó phấn khởi đúng không? Khai giảng thì nó phải rực rỡ. Khai giảng là phải rực rỡ rồi. Các bạn biết bài này là bài gì không nhỉ? Quá quen rồi đúng không ạ? Quẩy lên anh em ơi. Bài này là sẽ không sợ là đánh bản quyền này. Ok. Nơi đây có những người bạn thật thân thương, có những anh chị thật yêu thương, có những người thầy thật ấm áp. Và nơi đây thật vui tươi, thật dễ thương, rất lành mạnh và vô cùng chan hòa. Nào cùng nhau ta cùng tiến lên, cùng người thầy lại đây cùng thầy Phạm Thắng. Nào mình cùng chung bước, lại đây cùng thầy Phạm Thắng. Nào mình cùng chiến đấu, chinh phục ước mơ, chinh phục chính chúng ta và đạt được những thành công trong cuộc sống. Ông nào mà tặng sao đây? Lại đây cùng thầy Phạm Thắng. Nào mình cùng chung bước, lại đây cùng thầy Phạm Thắng. Nào mình cùng phấn đấu, chạm đến khát khao, chạm đến những vì sao. Và ta cùng tiến lên về phía trước. Xin cảm ơn anh Vũ Cao Nguyên đến từ lớp VIP 2K4 đã sáng tác và tặng thầy và team tôi học bài hát này. Một bài hát cực kỳ ý nghĩa đối với thầy Phạm Thắng và team tôi học cũng như cộng đồng lớp VIP của chúng ta. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay cảm ơn đi ạ. Và nơi đây tình yêu thương vẫn mãi luôn đong đầy, in tận sâu trong trái tim này, có những bài học thật hay cho ta còn lớn từng ngày. Dẫu có khó khăn bao mùa nắng mưa, sẽ có những khi ta chung bước chân này, nhưng đã có thầy, thầy luôn ở đây. Thầy cho ta cùng chiến đấu, lại đây cùng thầy Phạm Thắng. Nào mình cùng chung bước, lại đây cùng thầy Phạm Thắng. Nào mình cùng chiến đấu, chinh phục ước mơ, chinh phục chính chúng ta và đạt được những thành công trong cuộc sống. Nào mình cùng lại đây, nào nào mình cùng lại đây, nào mình cùng lại đây, mình cùng lại đây, nào mình cùng lại đây, mình cùng lại đây. Và ta như một gia đình. Cái đoạn ồ này ý, là phải để cho anh Nguyễn Trần Phước Hiền lớp VIP 2K4 hát mới được. Ông Hiền có đây không nhỉ? Ông Hiền ơi, tuyệt vời đúng không? Quá tuyệt vời luôn thực sự. Ta như một gia đình, lại đây cùng thầy Phạm Thắng. Nào mình cùng chung bước, lại đây cùng thầy Phạm Thắng. Nào mình cùng chiến đấu, chinh phục ước mơ, chinh phục chính chúng ta và ta, và ta như một gia đình. Đây. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Cảm ơn các em rất là nhiều. Chờ tí. Chờ tí nhá. Xem nào. Ta xem lại tí đi. Để cho thầy xem lại cái thời offline lớp VIP tí. Để sống với kỷ niệm tí nhỉ. Vài tháng nữa thôi thầy trò chúng ta sẽ gặp nhau. Đúng không ạ? Rực rỡ luôn. Thầy muốn sống lại kỷ niệm một chút. Có những người bạn thật thân thương, có những anh chị thật yêu thương, có những người thầy thật ấm áp.
nơi đây thật vui tươi, thật dễ thương, rất lành mạnh và vô cùng chan hòa. Nào cùng nhau ta cùng tiến lên, cùng người thầy lại đây cùng thầy vàng thắm, nào mình cùng chung bước lại đây cùng thầy vàng thắm, nào mình cùng chiến đấu chinh phục ước mơ, chinh phục chính chúng ta và đạt được những thành công trong cuộc sống. Lại đây cùng thầy vàng thắm, nào mình cùng chung bước lại đây cùng thầy vàng thắm, nào mình cùng chiến đấu chinh phục ước mơ, chinh phục chính chúng ta và đạt được cùng tiến lên về phía trước. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, thầy trò chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chúng ta sẽ sống trong cái khoảnh khắc này, đúng không ạ? Tuyệt vời. Nơi đây lớp biết tôi học là nơi kết nối, nơi khai sáng, khai sáng cái tiềm năng của chính các em. Thực sự là như vậy, thầy không nghĩ là học sinh của mình lại tài năng như thế này. Thầy vòng thắm, nào mình cùng chung bước lại đây cùng thầy vòng thắm, nào mình cùng chiến đấu chinh phục ước mơ, chinh phục chính chúng ta và đạt được những thành công trong cuộc sống. Nào mình cùng lại đây, nào mình cùng lại đây, nào mình cùng lại đây, mình cùng lại đây, nào mình cùng lại đây. Lúc nào đây vướng đấy nhở, lúc nào cũng buồn cười này. Lớp phim chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn nhận ra những gương mặt rất là thân quen chúng ta không ạ? Những người thầm lặng đúng không ạ? Lại đây cùng thầy vòng thắm, nào mình cùng chiến đấu chinh phục ước mơ này, chinh phục chính chúng ta và ta. Ok, xin chân thành cảm ơn các em và hẹn gặp lại các bạn ở trong lớp VIP tôi yêu học năm nay. Hẹn gặp lại các em và chúng ta hãy sốc tinh thần và chúng ta hãy bắt đầu chiến đấu với thầy trong giai đoạn sắp tới nhé. Các em cứ yên tâm, khi các em đăng ký và tham gia vào khóa của thầy, các em sẽ nhận được rất nhiều thứ, không chỉ dừng lại ở kiến thức đâu. Ok, cảm ơn mấy đứa nhá và hẹn gặp lại các em.